Các thiếu nhi chúng con rất thân mến, hôm nay là ngày Tết của chúng con, gọi là Tết Trung Thu. Thu là mùa thu, trung là ở giữa. Theo thời tiết, nếu không mưa thì đêm nay trăng đẹp nhất trong năm. Vậy hôm nay mừng Tết Trung Thu là Tết của chúng con. Chúng con hãy cầu nguyện cho mình được lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa, sống một cuộc đời đẹp đẽ, thánh thiện như ánh trăng rằm. Nhất là biết bắt chước Chúa Giêsu, càng thêm tuổi, càng thêm nhân đức, càng thêm khôn ngoan. Lời Chúa trong sách Huấn Ca: Giờ đây tôi xin nhắc lại những công trình của Chúa, những gì mắt thấy tôi sẽ tường thuật. Do lời Chúa phán: Mẹ có những công trình của người. Mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Chúa bao phủ công trình người sáng tạo. Lộng lẫy chốn cao vời, một khung trời trong vắt, nhìn ngắm cả bầu trời, cảnh tượng sáng lẹn thay. Vừa ló dạng lúc hừng đông, mặt trời liền công bố sự nghiệp đấng tối cao kỳ diệu dường nào. Còn mặt trăng vẫn luôn đúng hẹn, là dấu hiệu muôn đời để chỉ rõ thời gian. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, đánh dấu các thời kỳ đại lễ. Theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ mã tròn thêm. Người ta lấy chữ nguyệt mẹ đặt tên cho tháng. Trăng chiếu sáng trên cả bầu trời, đó là một vũ trụ huy hoàng. Trên khắp chốn cao xanh của Chúa, vâng lời đấng chí thánh, các vì sao luôn sẵn sàng chờ lệnh, không chảnh mẻ lúc canh đêm. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Lời Chúa xin gìn giữ con trong bình an của Ngài. Lời Chúa xin gìn giữ con trong bình an của Ngài. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, đường cao vòng trăng đời nào bước vào. Việc kỳ diệu vừa sự trăng câu, lời Chúa xin gìn giữ con trong bình an của Ngài. Hồn con chưa sâu con hằng giữ, cho thinh lặng và cho thanh bình. Như trẻ thơ nép mình nơi lòng trong con hồn lặng lẽ an vui. Lời Chúa xin gìn giữ con trong bình an của Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Người ôm các trẻ em vào lòng và đặt tay ban phúc lành cho chúng. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ sẵn giọng với chúng, thấy vậy người bực mình nói với các ông: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay ban phúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Các con thiếu nhi rất thân mến, bài sách Đức Huấn Ca vừa gợi lại cho chúng con về việc Thiên Chúa dựng nên mặt trời
mặt trăng. Đó là hai cái nguồn sáng lớn. Mặt trời thì nóng bức để soi sáng cho ban ngày. Mặt trăng thì dịu mát để soi sáng cho ban đêm. Thánh Phanxicô đã gọi mặt trời là anh mặt trời, và mặt trăng gọi là chị mặt trăng, hoặc gọi là chị Hằng, chị Nguyệt Nga. Chị Hằng bao giờ thì cũng dịu dàng, đó là bản tính của người phụ nữ, và phụ nữ thì bao giờ cũng đẹp. Cho nên sách thánh đã cho chúng ta thấy cái công trình của Thiên Chúa thật là tuyệt vời khi Ngài đã dựng nên mặt trời, mặt trăng để soi sáng cho chúng ta ngày và đêm. Mặt trăng nếu chúng con nhìn lên bầu trời vào những ngày rằm thì rất đẹp, nhất là Tết Trung Thu. Theo như các nhà khoa học cho biết thì trăng rằm tháng 8 là trăng đẹp nhất trong năm, trăng tròn đầy đủ ánh sáng vằng vặc. Thế thì mừng Tết Trung Thu nhắc nhớ cho mỗi người chúng con phải sống cho nó đẹp đẽ, thánh thiện như ánh trăng rằm. Chúa Giêsu hôm nay trong bài tin mừng tỏ ra cho chúng ta thấy Ngài rất là yêu quý các trẻ em. Các tông đồ thì sẵn giọng với chúng, bởi vì coi trẻ em nó như là một cái sự quấy rầy đối với Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu đã không có bằng lòng với cái thái độ của các tông đồ. Ngài đã ôm các em vào lòng và nói: nếu chúng con không nên như trẻ nhỏ thì các con sẽ không được vào nước trời. Bởi vì trẻ nhỏ thì bao giờ cũng đơn sơ, hiền lành, chất phác, thánh thiện. Do vậy hôm nay mừng Tết Trung Thu, chúng con phải xin Chúa ban cho chúng con sống trọn cái tuổi thơ của mình. Bởi vì cái tuổi thơ là cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của một con người. Không có phải ưu tư, lo lắng, phiền muộn như ba má chúng con ở ngoài đời đó. Ngày ngày phải lo kiếm tiền vất vả để mưu sinh, để nuôi chúng con. Còn chúng con thì vẫn cứ hồn nhiên ăn, chơi, rồi học. Đó là cái tuổi đẹp nhất. Cho nên cha cầu chúc cho chúng con phải sống cho nó đẹp đẽ, thánh thiện như ánh trăng rằm. Và hãy bắt chước Chúa Giêsu, bởi vì sách thánh đã nói cho chúng ta rõ ràng là Chúa Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm nhân đức, càng thêm khôn ngoan. Một năm chúng con có hai cái Tết rất là vui. Tết Nguyên Đán thì đó là cuối năm âm lịch, đầu năm âm lịch. Chúng con có quần áo mới này, rồi có tiền lì xì này, rất là vui. Rồi hôm nay lại có một cái Tết Trung Thu cũng vui. Cho nên cầu chúc cho chúng con có một cái niềm vui thánh thiện nhá, để sống mỗi ngày cho đẹp lòng Chúa hơn, để làm vui lòng cha mẹ, nhất là đẹp lòng Chúa. Cuộc đời của chúng con sẽ được chúc phúc. Vậy cầu chúc cho chúng con luôn luôn sống vui, sống đẹp như ánh trăng Trung Thu. Mừng Tết Trung Thu, Tết của các thiếu nhi, nhi đồng, chúng ta sốt sắng dâng lên những lời cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành cho tuổi thơ của các em, để các em được lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa, càng thêm tuổi, càng thêm nhân đức, càng thêm khôn ngoan. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, xin cho thiếu nhi chúng ta luôn biết noi gương Chúa Giêsu, hết lòng mến Chúa yêu người, vâng phục mẹ cha, chăm chỉ học hành và sống ngoan hiền dễ thương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người ôm các em vào lòng, xin cho các nhà giáo dục biết mặc lấy tâm tình trìu mến của Chúa Giêsu, hết lòng yêu thương và giáo dục thiếu nhi nên những con người tốt. Chúng ta dâng